Bước vào mùa khô năm nay thì nhờ sự vận hành và điều tiết linh hoạt của hàng loạt công trình chống hạn mặn, nhiều diện tích đất sản xuất đã được bảo vệ an toàn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các công trình mà Bộ tạm vận hành hoặc bàn giao cho địa phương đã giúp điều tiết nước trực tiếp cho khoảng 100.000 ha đất sản xuất và tác động gián tiếp đến khoảng 300.000 ha đất nữa. Năm nay thì lần đầu tiên công tác vận hành các công trình đang được các địa phương phối hợp hiệu quả phục vụ cho nhiệm vụ chống hạn mặn. Âu thuyền Ninh Quế nằm trên kênh Quảng lộ Phụng Hiệp, tỉnh Bạc Liêu. Đầu tháng 2, miệng cống đã được đóng lại. Nước mặn từ biển Đông không thể tràn vào các tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang. Nhưng để lấy nước ngọt từ sông Hậu cung cấp cho hơn 47.000 hecta lúa đông xuân, địa phương phải cậy nhờ tỉnh Sóc Trăng. Trong khi chúng tôi ngăn mặn mà xâm nhập đến Sóc Trăng, thì các bạn ở tỉnh Sóc Trăng cũng giúp chúng tôi là mở các cống trên địa bàn Sóc Trăng, cụ thể là cống Đá, cống Nàng Rền, cống Một Kiệu để tiếp tục đưa nước ngọt về Bạc Liêu. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng này mà hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào. Vừa giúp chống hạn hiệu quả, công trình còn giúp bổ sung nước mặn cho 60.000 hecta đất nuôi tôm phía bắc quốc lộ 1A của tỉnh Bạc Liêu. Giờ hiện có ông cống Âu Thuyền đây giờ quá dễ rồi. Dễ dàng cho bà con làm ăn ai cũng phái hết trận. Để vận hành cống cái bé hiệu quả, mỗi ngày chi cục thủy lợi tỉnh Kiên Giang đều thông báo đến chủ đầu tư tình hình mặn xâm nhập. Mặn tăng, chủ đầu tư sẽ được yêu cầu hạ cống. Mặn giảm, cống sẽ được mở để các phương tiện lưu thông và xả lục bình chống ô nhiễm phía thượng nguồn. Xem xét cái mức ô nhiễm chủ yếu là lục bình đó, ở phần thượng lưu cống cũng như là cái biến động diễn biến của mực nước thượng hạ lưu cống để quyết định cái những cái thời điểm xả ô nhiễm thích hợp. Và cái việc này chúng tôi sẽ thông báo ban 10 trước 12 giờ để vận hành xả ô nhiễm. Hiện có 7 công trình thủy lợi đã được Bộ Nông nghiệp bàn giao hoặc tạm đưa vào sử dụng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Các công trình này đã được vận hành hiệu quả, phục vụ phòng chống hạn mặn năm 2021. Hiện Bộ Nông nghiệp đang nghiên cứu xây dựng mô hình vận hành mang tính liên vùng, bởi khó có thể yêu cầu một địa phương vận hành một công trình trên địa bàn này phục vụ cho một địa phương khác.